Xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình lại giới thiệu cho anh em cái dàn lạnh của thằng, nếu mà nhà máy sản xuất ý, thì là của HBS nhé anh nhé. Đây anh em, hộp mở ra này. Dàn này là lắp trên con Forerunner này hoặc là BT50 nhá. Dàn lạnh trước. Có loại này, có hình như loại là xe này nó có một dàn thôi. Forerunner này, BT50 này, xe bán tải nó có một dàn đằng trước thôi. Đây, cái dàn lạnh của nó đây. Dàn này cũng là dàn đúc. Cũng là dàn đúc này, quy cách đóng gói này. Gần như là đóng trong cái bao ni lông người ta đã co lại rồi, co nhiệt lại rồi. Dàn này là dàn bắt cũng là van van vuông này, van lưu vuông này. Đây. Đấy, cái nhà sản xuất này. Ăn cốt. Những cái dàn này thì nó mỏng hơn. Dàn này cái chiều dày của dàn này nó mỏng. Đấy, nhưng mà được cái là cái bản này to này. Dài rộng to. Thì đây là tổng thể cái dàn lạnh của con xe Forerunner. Đời từ đời 2012 đấy, đến 2016-17 giống nhau, kể cả con ta của Mazda BT50 nhá, lắp lẫn cho nhau riêng hai dàn lạnh này. Cái này là đều của nhà máy sản xuất ấy, là công ty tức là nhà máy là HBS chuyên sản xuất dàn lạnh, xuất đi các nước trên thế giới. Mình mới giới thiệu qua cho anh em về cái dàn lạnh của con BT50 và con Forerunner. Anh em có nhu cầu tìm hiểu về dòng sản phẩm này thì liên hệ qua số điện thoại 0769086333. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.